Xin chào mọi người, lại là Cindy đây. Mọi người có nhớ mình không? Và ngày hôm nay công ty bất động sản BNC của chúng mình lại tiếp tục giới thiệu với các bạn một căn hộ 2 phòng ngủ nằm trong tòa Landmark Club. Nào, cùng tham quan với mình nha. Bước vào trong căn hộ, điều đầu tiên chúng ta thấy đó chính là phòng khách. Wow, các bạn có nhìn thấy gì không? Ở phía trên đây đó chính là hệ thống 2 đèn chùm, tạo điểm nhấn cho cả căn nhà. Mình có thấy căn nhà rất là sáng. Kế bên phòng khách là thiết kế bộ bàn ăn của gia đình với thiết kế 4 người. Và sau lưng của chúng ta đó chính là không gian bếp này. Mình thấy khu vực bếp được thiết kế khá là đầy đủ. Mình kê cho các bạn xem nha. Ví dụ này là tủ đựng dụng cụ bếp, và mở ra đó chính là bộ chén bát. Phía bên đây mình có thể được ngồi son nè. Sau lưng cũng có những cái ngăn tủ nhỏ nữa. Chủ nhà rất là tâm lý nha, khi chuẩn bị chúng ta luôn một tách trà. Và bây giờ mình sẽ đi đến phần bếp dưới. Phần bếp dưới được thiết kế là rất nhiều ngăn tủ, ngăn dưới để đựng hớp, và ngăn trên đây là bộ ngũ đĩa rất là đầy đủ, rất là chi tiết luôn. Và tiếp theo đó chính là lò vi sóng. Còn phần mặt trên này đó chính là bếp điện từ, máy hút mùi, nồi son, có cả lò nướng bánh mì nữa, bình đun siêu tốc. Và kế bên mình đây đó chính là tủ lạnh với dung tích khá là lớn. Khi mà để mình xem dung tích bao nhiêu đây, 512 lít các bạn. Có hai ngăn là ngăn đông ở trên và ngăn lạnh ở phía dưới để thực phẩm. Và một điều mình thích đó chính là cái tủ lạnh này thiết kế thông minh. Nếu như các bạn muốn lấy đồ ăn nhanh, các bạn chỉ cần nhấn nút này để có thể mở được cái phần tủ lạnh, ngắn ở trên đây để lấy thực phẩm mình mong muốn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến khu vực phòng khách nha. Và đây là khu vực phòng khách này các bạn, với thiết kế là một chiếc tivi hiệu LG 49 inch. Và đây là bộ sofa dài. Cùng với đó là một chiếc sofa đơn màu vàng. Hình như đây là video call. Video call thì theo mình biết là để có thể liên lạc được với hệ thống an ninh ở phía dưới, hoặc là mình có thể được nhìn được mặt khách ở ngoài khi mà khách đến chơi nhà. Phía trên đây là một bức tranh sơn dầu tiệt màu với lại bộ ghế sofa. Đứng từ trong phòng khách nhìn ra, đây chính là khu vực ban công. Mình mở cho các bạn coi nha. Khi mà đứng ở ngoài phòng ban công này á, mình có thể nhìn thấy được trục mặt đường chính của ngũ cảnh của chúng ta dưới đây. Đằng trước mặt đó chính là tòa nhà Manor. Và phía bên này các bạn có thấy là ba cái tòa building bên này không? Đó chính gọi là Sài Gòn Pearl. Và phía xa xa kia kìa, đó chính là biểu tượng quen thuộc của chúng ta đó, là tòa nhà Bitico 68 tầng. Bây giờ chúng ta khám phá thêm xem căn hộ này có được gì nữa nhé. Nếu mà đi từ phòng bếp đi ra ngoài là mình sẽ đi đến khu vực phòng giặt. Mình để cho các bạn xem nha. Phòng giặt thì có gì đây? Đây là cái xào để phơi đồ nè. Cái nhà này được trang bị cái máy giặt của trước đó các bạn. Theo như mình thấy là cái máy giặt này nó có hai công dụng, giặt và sấy. Các bạn có thể sau khi giặt xong sấy khô đồ lấy ra mặt luôn. Không cả cái rổ đựng đồ luôn. Tiếp đến chúng ta cùng đi tham quan phòng ngủ nhỏ trước nha. Để nó có nhiều cái nữa nè. Mở được rồi các bạn. Với thiết kế là có một cái đèn ngủ ở trên phía đầu giường, và từ trong phòng ngủ nhỏ này
mình cũng có thể nhìn được trung tâm Sài Gòn giống như là cái view của bên ban công phòng khách vậy đó. Và có một điều nữa đó chính là mình có thể thấy được cái phía sông, cái view phía sông ở đằng xa kìa. Trong phòng ngủ nhỏ này cũng được trang bị tủ quần áo đặt âm ở trong tường với thiết kế hai ngăn kéo, và có những ngăn phụ nhỏ trong đây nữa. Ở phía trên cũng vậy. Đã xong phòng ngủ nhỏ rồi, bây giờ chúng ta đến với lại phòng ngủ lớn nha. Mình đang đứng trong khu vực phòng ngủ master, kế bên là phòng ngủ nhỏ. Bây giờ mình sẽ tham quan xem phòng ngủ master của mình có những gì nha. Đố các bạn biết phía bên trái của mình đây là gì? Không dài dòng nữa, đây chính là bàn trang điểm cổ lớn luôn. Wow, thích quá trời, thích thật. Kế bên cái gương này nè là có ba cái chấm để cho mình được phụ kiện mình treo dây chốt cơ hoặc là mình treo dây cột tóc. Phía dưới đây thì cũng có hai ngăn kéo. Tha hồ, chị em phụ nữ mình có rất nhiều đồ dùng để mà mua sắm đúng không nào? Mỹ phẩm, đồ make up hay là đồng hồ, đồ dưỡng da chẳng hạn, mình có thể đều được luôn. Kế tiếp, đây chính là kệ tivi. Nếu như các bạn cần một chiếc tivi, chủ nhà sẽ trang bị cho các bạn. Còn đây là view của trung tâm Sài Gòn, giống như là view của phòng ngủ nhỏ vậy đó. Nhưng mà phía bên cái phòng ngủ này mình có thể nhìn được sông, nhìn Sài Gòn rõ hơn đó các bạn. Đây nè, còn nhìn được cái tòa Bitexco nữa. Và chiếc giường này được trang bị chắc là biết sai khoảng 1m8. Như vậy thì hai người ngủ á sẽ không có bị cảm giác là chật quá. Và phía trên đầu giường này được trang bị là hai cái tủ, và một bên tủ là được trang bị một cái đèn ngủ khá là đẹp và sang trọng. Vì là phòng ngủ master nên tất nhiên là khu vực nhà vệ sinh cũng được đặt ở trong đây luôn. Mình cùng tham quan nha. Đây chính là nhà vệ sinh này. Mình sẽ giới thiệu chi tiết cho các bạn xem. Đây chính là khu vực nhà vệ sinh, cách biệt qua một lớp màn kiến để tắm. Và đây là khu vực lavabo nè. Điểm thú vị trong nhà tắm này đó chính là bồn ngâm, là một nơi lý tưởng khi mà các cặp đôi yêu nhau đúng không các bạn? Nhớ ra vào, ở trong phòng ngủ này đó chính là tủ quần áo được thiết kế đặt âm ở trong tường. Và đã là phòng ngủ lớn thì cái gì cũng sẽ lớn đúng không các bạn? Đầu tiên, chủ nhà trang bị chúng ta bằng buổi, đây là cánh cửa đầu tiên nè. Và tiếp theo là cánh cửa thứ hai dùng để treo đồ. Và cánh cửa thứ ba, điều này là điều thích nhất của chị em phụ nữ chúng mình. Ta-da! Đó chính là nơi đựng túi, đựng những cái giỏ sách quý giá của chúng mình. Và phía trên này các bạn có thấy gì không? Có bốn ngăn tủ phụ nữa, tha hồ đựng đồ luôn. Mình mở lại cho các bạn xem ha, một lần nữa nha. Có ba cánh cửa rồi đó. Vẫn còn một nơi mà mình chưa giới thiệu với các bạn, mình xin dẫn các bạn đi theo nha. Đầu tiên là cái gương, mình có thể xem toàn bộ cơ thể mình, gọi là gương body, đặt ngay góc ra vào lối vào của căn hộ. Đây là nhà vệ sinh ngoài, cũng có hệ thống lavabo, nhà tắm và khu vực vệ sinh. Đối diện nhà vệ sinh là một chiếc tủ đựng giày nhỏ nhỏ vệ sinh. Mình xin lỗi mình nghe tiếng động của mình. Và có ba ngăn tủ phụ ở trên nữa để mình đựng đồ. Nó nằm sát bên lối vào của căn hộ luôn. Vậy là chúng ta vừa
xem xong căn hộ 2 phòng ngủ nằm trong tòa Landmark Lot. Và mình muốn tiết lộ với các bạn một điều thú vị nằm trong tòa Landmark Lot, đó chính là sau khi xem video ngày hôm nay, các bạn cũng có thể suy ra được những căn hộ 2 phòng ngủ hoặc là 3 phòng ngủ. Bởi vì tất cả những setup, những layout, những trang thiết bị nằm trong căn hộ ngày hôm nay đều được chủ đầu tư Vin thiết kế giống nhau đến 99%, chỉ khác số tầng và view thôi. Còn một điều nữa, nhớ như các bạn có nhu cầu tham khảo hoặc là muốn biết thêm chi tiết, hãy subscribe kênh của chúng mình và tặng cho mình một like nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.